lý do mà ký túc xá nữ của ngôi trường này nổi tiếng vì nó có một căn phòng ngủ. Đồn đại rằng từ 5 năm trước, có một nữ sinh vì oán hận bạn trai phản bội mà nhảy lầu tự sát từ phòng ngủ của mình. Từ đó về sau, nghe đồn suốt 5 năm sau đó, không ngừng có nữ sinh ở phòng đó nhảy lầu. Có người nói là trùng hợp, có người nói là oan hồn nữ sinh kia quấy phá. Chính là trường học hoàn toàn phủ nhận một loạt sự kiện này. Nhưng 2 năm trước, quả thực có một nữ sinh ở căn phòng đó nhảy xuống từ cửa sổ, chết ngay tại chỗ trước mặt mọi người. Nguyên nhân tự sát đến nay vẫn chưa điều tra được. Mùa xuân năm nay, tôi chuyển tới ngôi trường này, được phân vào ngay căn phòng thần bí của ký túc xá nữ, phòng 404. Tôi xách hành lý đi trong khuôn viên trường, trong lòng vô cùng hứng phấn, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới báo danh. Cảnh vật của trường này thực không sai. Những tòa nhà mới được tân trang nằm ngay ngắn giữa màu xanh mắt rượi của cây cối. Dọc theo con đường chính là những luống hoa tulip nở rộ, rất đẹp. Có lẽ vì mới khai giảng nên trên đường có rất đông sinh viên, bất quá cũng không đến mức phải chen lấn. Tôi thích thú vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Trường này thật lớn, một con đường nhìn không thấy điểm dừng. Đập vào mắt là những hàng cây và luống hoa xinh đẹp. Tôi dừng lại. Sao đi lâu như vậy vẫn không thấy ký túc xá? Không phải lộn đường đi ư? Vừa vặn có một nữ sinh đi ngang, tôi vội vàng hỏi thăm. Chị ơi, chị xin cho hỏi là đường nào tới ký túc xá 4 ạ? Bên kia. Cô nữ sinh thờ ơ nâng tay chỉ về phía trước mặt. Thấy tòa nhà trắng trắng kia không? Nó chính là ký túc xá nữ đấy. Tôi nhìn theo hướng chị ấy chỉ. Trong vô số tòa nhà, quả thực có một tòa màu trắng. Vâng, cảm ơn ạ. Tôi vừa định đi tiếp thì bị chị ấy gọi lại. Mà chờ đã. Tôi quay đầu lại. Chuyện gì vậy ạ? Vừa rồi em nói muốn tới ký túc xá số mấy? 4 ạ. Vừa nghe tôi nói số 4, vẻ mặt của chị tựa hồ có chút khẩn trương hơn. Vậy không thể đi đường này đâu. Bên đó chỉ có ký túc xá số 3 thôi. Số 4 ở bên kia. Chị chỉ con đường nhỏ bên trái. Ách, tôi bị chị làm hồ đồ mất rồi. Chị ấy thấy bộ dạng mờ mịt của tôi, thở dài. Thôi, từ đây tới ký túc xá 4 khá xa, chị đưa em đi. Tôi cảm kích gật đầu. Dạ vâng, làm phiền chị. Cô gái này rất tốt, còn giúp tôi xách một túi hành lý. Lúc bắt chuyện, tôi mới biết chị tên gọi là Lý Na, là sinh viên năm 4 ở ký túc xá 2. Em không hiểu sao ký túc xá 4 lại xây ở đây ạ? Đi một đường hết quẹo trái rồi lại quẹo phải. Tôi nhịn không được, nói ra nghi vấn trong lòng. Lý Na giật mình trả lời. Nghe gì quản lý ký túc xá nói, trường chúng ta vốn chỉ có 3 tòa ký túc xá nữ. Đại khái là vì trường chúng ta là đại học bách khoa, nên nam sinh đặc biệt nhiều. Ký túc xá nam tới 12 tòa. Sau đó không biết vì sao nữ sinh vào trường lại đông hơn. Vì thế trường bất đắc dĩ phải xây thêm một tòa ký túc xá. Chính là khoảng đất bên kia lại không còn đất trống. Vì thế ký túc xá nữ 4 đành phải xây ở khoảng đất trống phía sau trường. Hóa ra là vậy. Lý Na dắt tôi tới một lối rẽ. Chị nói đây là đường tắt tới ký túc xá 4. Con đường hẹp quanh co, khúc khuỷu. Hai bên đường là đại thụ che kín cả bầu trời. Ngẫu nhiên có vài tia nắng xuyên thấu qua vòm lá rơi xuống. Tôi chú ý con đường này không hề có đèn. Nghĩ, tới tối nơi này chắc tối tới mức đưa tay không thấy ngón. Xuyên qua một rừng cây, trước mắt xuất hiện một tòa nhà cũ kỹ như nhà xưởng. Không cao, chỉ có 4 tầng, tường sơn màu xanh nhạt quê mùa. Chúng tôi đứng ngoài cổng, trên đó có tấm bảng, ký túc xá 4. Lý Na dừng lại. Chính là chỗ này. Tôi nhận lấy túi hành lý trong tay chị, cảm kích cảm ơn. Nhìn cánh cổng tối om, trong lòng tôi xẹt qua một tia bất an. Sao vậy? Lý Na đẩy tôi. Sao tự nhiên lại ngẩn người ra vậy? Dạ, nơi này... Rất cũ đúng không? Năm trước, trường học có sửa chữa lại ký túc xá, nhưng lại quên mất nơi này. Vì thế, 3 ký túc xá nữ bên kia cùng ký túc xá nam đều được đổi mới. Chỉ có nơi này vẫn giữ bộ dáng của 7 năm trước. Có lẽ biểu tình bất đắc dĩ của tôi làm chị đồng tình. Chị vỗ vỗ vai tôi an ủi. Em mới chuyển tới nên chỉ có thể ở lại đây. Tới năm 3 thì có thể qua bên kia rồi. Nhẫn nại một chút đi. Cảm ơn chị ạ. Được khách sáo. À đúng rồi, chị còn chưa hỏi em ở phòng nào. Tôi lấy bảng phân công phòng trong túi.
Dạ, là phòng 404 ạ. Tôi thấy thần sắc Lý Na thay đổi, rõ ràng là đang sợ hãi. Chị ấy sợ? Chính là vì sao? Vì sao vừa nghe tôi nói phòng 404, chị ấy lại sợ hãi như vậy? Tôi hơi khó hiểu hỏi. Chị ơi, có vấn đề gì sao? Không có. Lina lấy lại bình tĩnh, tiến tới bên tai tôi thì thầm. Chẳng lẽ em chưa từng nghe qua lời đồn ở nơi này sao? Lời đồn gì? Chính là về phòng 404. Đột nhiên, một âm thanh nghiêm khắc đánh gãy lời Lina. Hai em lén la lén lút làm gì đó? Tôi cùng Lina hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy một phụ nữ khoảng 40-50 tuổi chống nạnh nhìn chúng tôi. Có vẻ người này chính là người quản lý ký túc xá. Trước kia tôi học ở trường trung học, dì quản lý ký túc xá cũng khoảng độ tuổi này. Bộ dáng khó chịu cũng giống hệt. Đại khái tất cả dì quản lý ký túc xá đều có dáng bộ này. Quả nhiên Lý Na gọi một tiếng, chào dì Vương. Sau đó đồng tình liếc nhìn tôi một cái rồi chạy đi. Dì Vương nhìn bóng Lý Na chạy ra xa, chuyển mắt về phía tôi. Sinh viên mới phải không? Đến chỗ tôi đăng ký rồi nhận chìa khóa, mau lên. Tôi thầm thở dài, tuy rất tò mò chuyện Lý Na chưa nói hết khi nãy, nhưng bây giờ chỉ đành đi theo bà dì hung dữ này. Hoàn tất thủ tục, người phụ nữ nghiêm túc dùng giọng nói lạnh như băng nói. Buổi tối phải về trước 10 giờ, chúng tôi phải khóa cửa. Tôi ngây ngô gật đầu. Mới tới chỗ này, việc gì cũng phải lắng nghe thật kỹ. Đại khái dì Vương thấy tôi thành thật nên quay đi làm việc khác. Tôi thầm thở phào, xách túi lớn túi nhỏ đi ra hành lang. Phòng 404, tôi lập đi lập lại trong lòng. Tôi phát hiện cho dù đang là ban ngày, thì tòa ký túc xá này vẫn rất âm u. Có lẽ vì quá cũ, nên đèn trên cầu thang cũng bị hư hỏng. Ánh sáng lúc tối, giống như có bóng ai đó cứ lóe lên trên đỉnh đầu, làm người ta cảm thấy khó chịu. Nghĩ tới mình phải sinh sống ở đây suốt 3 năm, tôi không khỏi cảm thấy bi ai. Hiện tại chỉ có thể hy vọng bạn cùng phòng có thể hợp ý một chút. Thật vất vả leo lên tầng cao nhất. Hành lang tối âm u đập vào trước mắt. Tầng này thực im lặng, không giống dãy phòng ngủ của ký túc xá tập thể. Tôi cẩn thận nhìn lên phòng 401, 402, 403, 404 là phòng này. Phòng này nằm chính giữa hành lang, so với các phòng khác cũng không có gì đặc biệt. Cánh cửa xám khép hờ, tôi cố lấy bình tĩnh mở cửa. Phòng cũng không lớn, kết cấu giống các phòng ngủ của các trường đại học bình thường. Một bên là 4 chiếc bàn học và tủ quần áo, còn bên kia là giường ngủ. Không biết vì cửa sổ nằm ở hướng bắc hay sao mà ánh sáng trong phòng rất kém, hình như còn hơi lạnh. Thời tiết tháng 4 mà tôi lạnh tới mức phát run. May mắn trên chiếc bàn học gần cửa có một nữ sinh đang ngồi. Lúc này cô gái đang quay đầu lại chăm chú nhìn tôi. Thực xin lỗi, mình là sinh viên mới chuyển tới. Mình gọi là An Kỳ Lạp. Tôi nhìn cô gái mỉm cười, đồng thời cũng bị vẻ đẹp của cô ấy hấp dẫn. Tôi chưa từng gặp người nào đẹp tới vậy. Bất quá cô gái xinh đẹp này không có chút phản ứng nào, chỉ đưa ngón tay chỉ qua chiếc bàn bên cạnh, giọng nói lạnh như băng. Chỗ của cậu ở đây. Tôi thầm thở dài, đi tới chiếc bàn cô bạn vừa chỉ bắt đầu sắp xếp hành lý. Cô gái nhìn có vẻ lạnh lùng kia lấy ra một chiếc gương, bắt đầu chải tóc. Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt vời của cô gái trong mặt gương. Giống như là mấy bộ phim và kịch truyền hình tôi từng xem, cô gái này nhất định là người rất xuất sắc trong lớp, rất có triển vọng. Phương, cậu có đây không? Một tiếng gọi, một cô gái mở cửa xông vào phòng. Trời ạ, tôi thực sự cảm thán số phận bất công, tướng mạo cô gái này cũng là ngôi sao trời sinh. Hoàn mỹ không có điểm nào chê được. Chung phòng với cả hai người đẹp như vậy, tôi bắt đầu có chút mất tự nhiên. Cô gái vừa vào thấy tôi, nhiệt tình túm lấy tay tôi. Cậu là An Kỳ Lạp đúng không? Mình là Cao Mân Mân. Cậu gọi là Mân Mân là được rồi. Mình luôn mong cậu sớm tới một chút. Phòng có 3 người buồn muốn chết. Sau đó Mân Mân nhiệt tình giúp tôi xếp đồ, còn nói vài điều cần chú ý trong trường. Nhờ tính tình vui vẻ cởi mở của Mân Mân nên chúng tôi rất nhanh trở thành bạn bè. Chính là cô gái đầu tiên tôi thấy trong phòng khách không hề gia nhập, cũng không nói câu nào. Cũng là người đẹp, mà sao tính cách khác biệt như trời với đất vậy? Tôi nhỏ giọng hỏi Mân Mân. Cậu kia tên Phương hả? Phương. Mân Mân cười khanh khách. Phương là một người bạn cùng phòng khác của tụi mình. Cô ta tên là Tô Khả Thấm,
rất tự mãn. Âm thanh Mân Mân rất lớn, tôi còn chưa kịp cản lại đã nghe thấy Tô Khả Thấm đáp lại. Tự mãn vẫn hơn ai đó cứ giả vờ tốt bụng. Nói xong cô nàng liền rời khỏi phòng ngủ. Cậu... Mân Mân tức giận muốn đuổi theo, tôi vội vàng giữ lại. Thôi, bỏ đi mà. Nó nghĩ gì chứ? Nó tưởng nó là ai? Tôi cười khổ. Hai cô gái này có vẻ quan hệ không được tốt lắm. Cuộc sống sau này của tôi nhất định không bình an. Sau đó tôi ở căng tin quen biết Phương. Đó là một cô gái rất đáng yêu, không đẹp như Mân Mân hay Tô Khả Thấm. Chỉ có thể xem là bình thường. Cậu ấy không thoải mái, cởi mở như Mân Mân, cũng không thờ ơ như Tô Khả Thấm. Là một người rất dịu dàng, giọng nói rất dễ nghe. Cậu ấy lén nói cho tôi biết. Mân Mân cùng Tô Khả Thấm cũng không hợp nhau vì hai người đều là hoa khôi của khoa, có một đống nam sinh theo đuổi, ai cũng không chịu nhường. Tóm lại, từ khi tôi gia nhập phòng 404, trừ bỏ lâu lâu xảy ra vài chuyện cãi vã ầm ĩ cũng không phát sinh chuyện gì lớn. Tôi quên béng đi lời đồn nghe được vào ngày đầu tiên tới trường. Chính là một tháng sau, lần đầu tiên tôi phát hiện căn phòng này có gì đó kỳ quái. Đó là một đêm trăng sáng, Mân Mân đi hẹn hò. Ba người chúng tôi sau khi học bài xong thì như bình thường đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Mơ mơ màng màng, tôi đột nhiên cảm thấy rét run. Bây giờ là tháng 4, không mở quạt, còn đắp chăn, sao lại lạnh như vậy? Hơn nữa, thứ cảm giác lạnh này không giống bình thường. Đột nhiên tôi thanh tỉnh hẳn, qua đồng hồ nhìn thì thấy vừa qua nửa đêm. Giọng của tôi hướng về phía bên cửa sổ, tôi có thể nhìn rõ ánh trăng xuyên thấu qua mặt kính thủy tinh chiếu vào phòng. Liếc mắt một cái, tôi suýt chút nữa kêu lên thành tiếng. Có ai đó đang đứng bên cửa sổ. Đó là một cô gái có thân hình rất đẹp, mái tóc rất dài. Tôi chỉ nhìn thấy phần tóc sau lưng. Là ai? Tôi bối rối nhìn xung quanh. Trừ bỏ Mân Mân còn chưa quay lại, Tô Khả Thấm cùng Phương vẫn đang ngủ say trên giường của mình. Vậy cô gái này là ai? Hắc hắc. Tôi nghe thấy tiếng cười rợn gai ốc truyền tới từ phía cô gái. Tôi cơ hồ sắp ngừng thở. Hắc hắc. Nhảy. Hắc hắc, nhảy đi. Cô gái cứ phát ra âm thanh quái dị như vậy. Không khí xung quanh càng lúc càng lạnh như băng. Tôi đột nhiên nhớ tới lời đồn về phòng 404. Chẳng lẽ cô gái trước mặt chính là... Lúc này cô gái đột nhiên quay đầu lại. Trời ạ. Mặt của cô gái cắm đầy mảnh thủy tinh vỡ. Làn da bên dưới mái tóc dài có vô số miệng vết thương đang rỉ máu. Cô gái dùng ánh mắt sắc bén nhìn tôi chằm chằm. Tôi có thể thấy rõ ràng dưới đuôi mắt bên trái có một nốt ruồi. Tôi thét chói tai, đồng thời cô gái cũng lao ra ngoài cửa sổ. Tiểu An, cậu làm gì vậy? Đèn phòng ngủ bật mở. Tôi cảm thấy cánh tay mình bị một lực mạnh túm lại, nhìn lại chính là Mân Mân. Mình vừa về tới thì thấy một màn này, cậu muốn chết à? Mân Mân thở hổn hển nói. Cái gì? Chết? Tôi nhìn dưới chân, nhất thời hút một trận khí lạnh. Tôi đang đứng bên cửa sổ, một chân còn đang định bước ra ngoài. Sao lại như vậy? Sao tôi lại muốn tự sát? Mân Mân dìu tôi vẫn còn đang hoảng loạn leo xuống. Lúc này Phương và Tô Khả Thấm cũng tỉnh lại, nghi hoặc nhìn tôi. Nửa đêm nửa hôm la hét cái gì? Tô Khả Thấm xoa xoa ánh mắt vẫn còn mơ ngủ trách cứ nói. Phương chạy tới đỡ tôi ngồi xuống. Cậu không sao chứ? Mình thấy một cô gái... Tôi cảm thấy suy nghĩ mình cứ vo lại thành cục, ngay cả lời nói cũng lộn xộn. Cô ta đứng trên cửa sổ nhảy xuống. Cô gái nào? Mân Mân thỏ đầu ra ngoài nhìn xuống dưới lầu. Đâu có gì đâu, lúc mình về chỉ thấy mình cậu đứng trên cửa sổ thôi, chắc cậu nằm mơ rồi. Là nằm mơ sao? Tôi biết, trừ bỏ tôi không ai nhìn thấy cô gái kia, vì thế cũng không ai tin lời tôi nói. Hơn nữa, quả thật tôi cũng không thể khẳng định đó có phải là ảo giác hay không. Sau đó mọi người thấy tôi không sao thì leo về giường mình. Rất nhanh, tôi nghe thấy tiếng thở của Mân Mân. Chính là làm thế nào tôi cũng không ngủ được nữa. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cửa sổ, sợ có thứ gì đó lại xuất hiện. Bất quá sáng hôm sau tỉnh lại, tôi mới biết mình đã ngủ quên mất. Tôi không nhắc lại chuyện tối qua nữa, mà quyết định tự mình điều tra. Phòng 404, đến tột cùng có bí mật gì? Tôi định đi tìm Lina. Ngày đó chị ấy hình như muốn nói gì đó, nhất định chị ấy biết một vài chuyện. Tôi tới cổng ký túc xá 2 chờ Lina. Khoảng một tiếng thì thấy chị ấy ra ngoài,
trong tay còn cầm bình thủy tinh. Chị ơi! Tôi gọi. Chị liền nói. Em là... À, nhớ rồi. Em là Tiểu An. Chị còn nhớ em thì tốt quá. Em có chút việc muốn hỏi. Có thể tới khu vườn sau trường nói chuyện không chị? Lý Na suy nghĩ một chút đồng ý. Chuyện gì mà huyền bí như vậy? Trong vườn trường một người cũng không có. Đúng với dự kiến của tôi, Lý Na không nhịn được hỏi. Tôi do dự một chút, thấp giọng hỏi. Chuyện về phòng ngủ của em, phòng 404 ấy. Quả nhiên, Lý Na lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi như lần đầu gặp mặt. Kìa, phòng đó lại xảy ra chuyện gì sao? Không có, chị đừng sợ. Tôi không định nói ra chuyện kia. Em chỉ muốn biết phòng 404 có gì bí mật không thôi. Vì sao mọi người cứ nghe phòng 404 là sợ? Lý Na chần chừ. Tôi phải khẩn cầu mãi chị mới nói. Em đại khái không biết, phòng đó trước kia là phòng của bọn chị. Hóa ra chị cũng đã từng ở phòng 404 à? Đúng vậy, đây là chuyện 2 năm trước. Lý Na ngồi xuống mặt cỏ. Phòng tụi chị có 4 người. Trước khi vào ở phòng đó, cũng từng nghe phòng đó có ma. Vài nữ sinh đã nhảy lầu tự sát. Cái chính là chúng ta không tin mấy chuyện ma quỷ đó. Còn đùa là nếu thấy con quỷ đó sẽ đẩy xuống để nó chết thêm lần nữa. Lúc đó 4 người tụi chị không sợ gì cả, chỉ là không ngờ thực sự lại có chuyện như vậy phát sinh. Trái tim tôi nảy lên tận cổ họng. Chuyện gì ạ? Trong phòng, thân với chị nhất là một nữ sinh viên tên là Bùi Vân Phi, là một cô gái rất hiền lành tốt bụng, tính cách tốt lắm. Chị thực không biết là vì cái gì mà cậu ấy lại tự sát nữa. Chị ấy tự sát? Lý Na nhìn tôi chằm chằm, âm thanh bắt đầu run rẩy. Ừ, Bùi Vân Phi tự sát chính là nhảy xuống từ cửa sổ phòng 404. Lúc ấy dưới lầu vô tình có một đống thủy tinh vỡ, cậu ấy ngã ngay chỗ ấy. Lúc tụi chị chạy xuống lầu, cậu ấy đã chết, cả gương mặt cắm đầy mảnh thủy tinh đẫm máu. Đến tận bây giờ, chị vẫn không quên được đôi mắt mở to của cậu ấy, nhìn chừng chừng vào không trung. Nói tới đây, Lý Na nức nở. Thủy tinh, mảnh vỡ thủy tinh. Mặt cô gái tối qua tôi thấy cũng vậy. Chẳng lẽ người kia chính là hồn ma Bùi Vân Phi? Nghĩ tới đây tôi vội vàng thét lên. Thế người bạn kia của chị Bùi Vân Phi có bộ dáng thế nào? Cậu ấy rất đẹp, có mái tóc đen rất dài. Cậu ấy thích nhất là mặc váy đỏ. Đúng rồi, bên đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi. Tôi thực sự muốn té xỉu. Quả thực là chị ta, bởi vì tôi thấy nốt ruồi đó rất rõ. Tuy chúng tôi đang ngồi trên bãi cỏ vào giữa ban ngày, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi lạnh từ 4 phương 8 hướng vây tới. Từ sau khi Bùi Vân Phi tự sát, có vài người lúc ngủ dậy đi WC cũng nghe thấy tiếng cô gái khóc cùng tiếng thủy tinh vỡ. Vì thế tụi chị đều dọn ra ngoài, không ai dám ở lại đây. Khu nhà này bị niêm phong 1 năm thì bắt đầu cho tụi tân sinh viên vào ở. Tôi không biết mình đã tạm biệt Lý Na thế nào. Tóm lại, lúc tôi thanh tỉnh lại, tôi lại phát hiện mình đang ngồi trong phòng ngủ. Phòng 404 quả nhiên không sạch sẽ. Chính là cho dù nói với tụi Mân Mân thì cũng không có chứng cớ. Tôi phải làm sao đây? Sắc trời dần dần tối sầm, căn phòng trở nên quỷ dị. Những tia sáng u ám cuối cùng trong ngày chiếu lên nền xi măng, giống như ánh mắt đang lay động, chăm chú quan sát tôi. Cảnh tượng tối qua cứ quanh quẩn trong lòng tôi không thể nào quên được. Tự nhiên tôi leo lên cửa sổ, nhất định là vì chị ta đã dụ dỗ hoặc là đã bị nhập xác. Nếu Mần Mần không về đúng lúc, không phải tôi đã nhảy xuống rồi sao? Tôi không dám nghĩ tới tiếp nữa. Tiểu An! Phương đã trở lại. Một tiếng nhỏ vang lên, đèn trong phòng bật sáng. Sao cậu không mở đèn? Phương đi tới ngồi xuống cạnh tôi, thân thiết hỏi. Sắc mặt cậu không tốt, có chuyện gì sao? Không có. Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nói chuyện hôm nay cho cậu ấy nghe. Vậy thì tốt rồi. Phương gọt táo. À, cậu vẫn chưa phải không? Tô Khả Thấm với Mân Mân lại cãi nhau. Hai cậu ta không phải cãi hoài sao? Có gì kỳ quái? Tôi khó hiểu. Lần này đặc biệt, buổi sáng cậu ra ngoài nên không thấy. Hai người đó mấy lời khó nghe cũng dùng cả, chỉ kém không lao vào đánh nhau mà thôi. Phương nói, đồng thời đưa miếng táo cho tôi. Nghiêm trọng vậy sao? Thế rốt cuộc sao lại cãi nhau vậy? Là vậy,
Không phải Tô Khả Thấm có sợi dây chuyền pha lê rất đẹp sao? Do bạn trai cậu ấy tặng. Cậu ấy cứ khoe mãi, Mần Mần nhìn tới đỏ mắt. Sáng hôm nay Tô Khả Thấm không thấy sợi dây chuyền đâu, gấp tới mức lục tung mọi thứ lên. Cuối cùng lại tìm thấy trong ngăn kéo của Mần Mần. Cậu ấy cứ một mực nói là Mần Mần trộm, mà Mần Mần có chết cũng không chịu nhận. Vì thế hai người liền... Phương thở dài. Mần Mần nói cậu ấy muốn xin đổi phòng. Phương ngồi trên bàn học soạn bài. Tôi từ từ sớm đã chui vào ổ chăn, do dự xem lúc các cậu kia về có nên kể về bí mật của phòng 404 hay không. Đột nhiên tôi cảm thấy lưng mình ướt sũng, đưa tay sờ một chút. Trời ơi, có thứ gì đó màu đỏ. Đây là gì? Màu sắc làm người ta không thoải mái chút nào. Chẳng lẽ là... móng người? Tôi xoay người lại xốc tấm chăn lên. Cảnh tượng trước mắt làm tôi nín thở. Tấm ra giường sọc caro xanh nhạt xuất hiện bốn chữ lớn bằng máu. Tôi còn tới nữa. Tôi ngã bịch xuống mặt đất, tóc gáy dựng thẳng. Tôi cố nói với mình, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Tôi liều mạng, dụi mắt. Lúc tôi nhìn lại lần nữa trên ra giường thì không hề có gì cả. Không có máu, không có chữ gì cả, vẫn là ra giường sạch sẽ. Tôi nấm nớp lo sợ bỏ lại giường trùm chăn. Tôi tự nhận mình không phải là một cô gái nhát gan. Chính là sau khi trải qua chuyện tối qua cùng màn kinh hãi vừa nãy, tôi cảm thấy mình sắp hỏng mất rồi. Hai ngày sau đó mọi chuyện đều bình an vô sự. Tôi cứ lo lắng mãi, nhưng vẫn không nói bí mật này ra. Chính là tôi căn bản không biết, câu chuyện đáng sợ hơn vẫn chưa phát sinh. Đó là buổi tối ngày thứ ba, tôi bị chấn động lay tỉnh. Mần Mần ngủ trên giường, đang leo xuống. Tôi nghĩ cậu ấy định đi WC nên cũng không để ý. Chính là Mần Mần không mở cửa. Lắng nghe thì phát hiện như là cậu ấy đi về phía cửa sổ. Tôi lập tức kinh hoàng nhảy dựng lên, xoay người leo xuống giường. Chỉ thấy Mần Mần đã leo lên thành cửa sổ, không nhúc nhích đứng ở đó. Mần Mần, cậu làm gì vậy? Tôi kêu to nhưng cậu ấy không phản ứng gì cả. Lúc này Tô Khả Thấm cùng Phương bị tiếng kêu của tôi đánh thức. Vừa mở mắt ra thấy tình cảnh trước mắt thì sợ tới mức không nói nên lời. Tôi cắn chặt răng, tiến tới muốn kéo Mần Mần lại, nhưng chỉ mới được vài bước thì chân của tôi hệt như bị đóng đinh tại chỗ, bởi vì tôi thấy một bóng người bên ngoài cửa sổ. Không, đó là một cô gái có gương mặt quỷ dị đang lơ lửng trong không trung, làn da tái mét, có vô số vết thương còn đang rỉ máu. Khóe môi nhếch lên nhìn về phía tôi mà mỉm cười. Tôi thấy nốt ruồi bên khóe mắt trái của cô ta. Là chị ta. Thật là hồn ma Bùi Vân Phi. Chị ta muốn bắt Mân Mân đi. Phương, các cậu có thấy bóng người ngoài cửa sổ không? Chị ta là quỷ. Mân Mân bị chị ta hớp hồn rồi. Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ hét lớn. Phương và Tô Khả Thấm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu An, cậu nói gì thế? Ngoài đó làm gì có gì đâu. Tiểu An, mau gọi Mân Mân xuống. Đêm hôm khuya khoắt hai người còn làm cái quỷ gì thế? Cái gì? Bọn họ không nhìn thấy. Chính là chị ta rõ ràng ở ngay đó mà. Vì cái gì chỉ có mình tôi thấy? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, cánh cửa sổ vẫn đóng kín tự dưng mở ra. Một cơn gió âm lạnh lẽo ùa vào. Mái tóc cùng làn váy ngủ của Mân Mân tung bay trong gió. Mân Mân! Tôi cơ hồ không thể phát ra âm thanh. Mân Mân chậm rãi quay đầu lại, nhìn tụi tôi mỉm cười. Trời ạ, nốt ruồi kìa, đó không phải là gương mặt của Mân Mân, rõ ràng là mặt của Bùi Vân Phi. Giây tiếp theo, Mân Mân thả người nhảy xuống từ cửa sổ. Mân Mân! Mọi người hét lớn. Lúc chúng tôi chạy xuống lầu, đèn trong phòng trực ban đang mở sang bừng. Khoảng đất bên dưới cửa sổ phòng 404 đã có rất nhiều người tụ tập. Nhìn thấy tụi tôi, đám người tự động chờ ra một con đường. Tôi là người đầu tiên vọt tới, theo sát phía sau là Phương. Trước mắt tụi tôi, Mần Mần sụi lơ đã chết. Điều khủng bố nhất là toàn thân Mần Mần cắm đầy mảnh vỡ thủy tinh, máu tươi đỏ sẫm, nhiễm đỏ cả mặt cỏ. Cậu ấy hệt như một con nhím đỏ tươi, làm người ta nhìn mà phát hoảng. Trái tim tôi nảy lên cuống họng, bàn tay đang nắm tay Phương đã ướt mồ hôi. Tôi cũng cảm nhận được Phương cũng rất sợ, tay cậu ấy còn run hơn cả tôi. Chỉ có Tô Khả Thấm, cậu ấy từ xa xa nhìn lại đây, vẻ mặt lãnh đạm. Đột nhiên tôi nhớ ra gì đó, tôi kéo Phương chạy về phòng ngủ, kéo tấm ra giường của Mân Mân xuống. Trong phòng tôi đen, tôi bật đèn tiết kiệm năng lượng, nhất thời tôi cùng Phương ngã lăn xuống đất,
bởi vì trên ra giường viết rành rành bốn chữ: "Tôi còn tới nữa." Tôi rốt cuộc nhịn không được, đem hết mọi chuyện ra nói. Phương sợ tới mức run lập cập. "Tiểu An, phòng 404 này, tụi mình không ở đây được đâu. Mình sợ lắm." Cửa sổ vẫn còn mở toang, gió sộc vào làm toàn thân tôi rét run. Tôi cùng Phương ôm chặt nhau, nhìn tấm da đỏ màu máu trên mặt đất. Không biết làm sao, ngọn đèn tiết kiệm năng lượng không biết vì sao vụt tắt. Căn phòng lại bị bóng tối bao trùm. Bóng cây ngoài cửa sổ chiếu lên sàn nhà, giống hệt như bàn tay của quỷ dữ đang nhào tới chỗ tụi tôi. Đột nhiên, ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân. Lộp đột, lộp đột, lộp đột. Từ xa tới gần, sau đó dừng lại ngay cửa phòng chúng tôi. Tôi cảm thấy rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm cả lưng áo. "Đừng lại đây, đừng lại đây! Hồn ma Bùi Vân Phi, vì cái gì chị lại muốn hại tụi tôi? Chị chết đâu có phải là do tụi tôi hại đâu." Cửa chậm rãi mở ra. "Các người làm sao vậy?" Hóa ra là Tô Khả Thấm. Cậu ta mở đèn huỳnh quang, bởi vì xảy ra chuyện chết người nên ký túc xá đã khởi động nguồn điện. "Tô Khả Thấm, phòng ngủ tụi mình thực sự có quỷ." Phương tiến tới nắm chặt lấy tay cậu ta. "Cậu xem kìa." Tô Khả Thấm nhìn tấm ra trên mặt đất, suy nghĩ một hồi. "Chỉ là trò đùa mà thôi, có gì mà sợ?" "Chính là Mân Mân, cậu ấy thực sự đã chết rồi." "Cậu ta nhảy lầu là chuyện của cậu ta, tôi mới không tin có chuyện ma quỷ gì hết." Tô Khả Thấm thờ ơ nói, sau đó không thèm để ý đến bọn tôi, leo lên giường tiếp tục đi ngủ. Tôi cùng Phương xoay mặt nhìn nhau. Đêm đó, hai tụi tôi chạy qua phòng khác ngủ nhờ. Chính là phát sinh chuyện như vậy, mọi người làm gì có tâm trạng mà ngủ. "Tô Khả Thấm ngủ một mình trong văn phòng 404 ma quái kia sao? Cậu ta gan thật. Mần mần chết rồi, đối với cậu ta mà nói lại là chuyện tốt ấy." Mọi người không ngừng bàn tán. Riêng tôi thì rất lo lắng cho Tô Khả Thấm. Người bình thường gặp phải chuyện này sao có thể bình tĩnh như vậy? Chuyện này rất kỳ quái. Chẳng lẽ cậu ta cũng... Sáng sớm, tụi tôi thấy dưới lầu có vài chiếc xe cảnh sát. Phòng 404 cũng bị phong tỏa tạm thời. Cảnh sát điều tra 2 ngày, không phát hiện được manh mối gì nên lấy lý do tự tử rồi kết án. Bọn họ không tin ma quỷ, chuyện tôi và Phương nói bọn họ căn bản là không tin. Còn nói tụi tôi vì kinh hãi quá độ nên sinh ra ảo giác. Tụi tôi định tìm tấm ra kia cho bọn họ xem, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Trường học không muốn gây ra rối loạn, vì thế lập tức dàn xếp bổn thỏa để chúng tôi quay về phòng tiếp tục học hành bình thường. Chính là tôi cảm thấy sự việc vẫn chưa chấm dứt. Hồn ma Bùi Vân Phi sẽ buông tha tụi tôi sao? Quả nhiên, chuyện phát sinh ngày hôm sau đã chứng minh dự cảm của tôi. Tô Khả Thấm mất tích. Cả hôm đó cậu ấy không tới lớp, tôi và Phương chia nhau ra tìm. Chính là tới 10 giờ đêm vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. "Phương, chúng ta về phòng ngủ đi." Tôi nhìn sắc trời. Nói không chừng Tô Khả Thấm đã về rồi đấy. "Tiểu An, mình sợ lắm." Phương siết chặt tay tôi. "Cậu nói xem, hồn ma kia có tới tìm tụi mình nữa không? Mặc kệ thế nào thì chúng ta phải đánh cược một phen thôi. Đi." Tôi kéo tay Phương trở về ký túc xá. Tối nay không trăng, chúng tôi đi trong rừng cây tối om. Bốn phía im lặng tới đáng sợ. Tôi cứ cảm thấy có gì đó đang theo tụi tôi. Quay đầu lại thì cái gì cũng không có. Tôi nghĩ có lẽ tụi tôi đã quá lo lắng. Hiện tại có chút động tĩnh gì thôi cũng làm tụi tôi sợ tới chết khiếp. May mắn dọc theo đường đi, tuy không khí quỷ dị làm tụi tôi kinh hồn bạt vía, nhưng cũng bình an về tới ký túc xá. Dì Vương dùng ánh mắt hoài nghi liếc mắt một cái, nhưng không nói gì. Xẹt qua ánh mắt u ám của dì Vương, tụi tôi đi vào ký túc xá. Mỗi bước chân đều nặng nề, hệt như đang leo lên pháp trường. Từ sau khi Mân Mân chết, rất nhiều nữ sinh ở khu ký túc xá này đã dọn về nhà, đặc biệt là lầu 4. Mấy phòng bên cạnh 404 hầu như đã trống rỗng. Vì thế hành lang càng yên tĩnh hơn, im lặng tới mức tụi tôi nghe rõ tiếng hít thở của chính mình. Phòng 404 không có ánh đèn, Tô Khả Thấm vẫn chưa trở về. Bây giờ phòng ngủ đối với tôi hệt như một lỗ đen không đáy, bất cứ lúc nào cũng có thể hút tôi vào. Phương mở đèn, nhìn cửa sổ, sau đó sắc mặt cậu ấy trở nên trắng bệch. "Tiểu An, Tiểu An, cậu nhìn cửa sổ kìa. Lúc đi
mình rõ ràng đã đóng lại rồi. Nhưng bây giờ nó lại... Cửa sổ mở toang, bên ngoài tối đen như mực, vừa âm trầm lại khủng bố. Không ai biết nó mở ra từ bao giờ. Chính là hiện tại nó quả thực đang mở, rõ ràng ràng trước mắt tụi tôi. Chẳng lẽ chuyện kia lại sắp tái diễn? Tôi cảm thấy mình lại sắp nhìn thấy chị ấy, hồn ma Bùi Vân Phi. Chị ấy đang gọi tôi, chị ấy muốn mạng của tụi tôi. Không biết lấy dũng khí từ đâu, tâm tình tôi trở nên bình tĩnh. Lần này tôi nhất định phải bảo vệ mình. Còn Phương nữa, tôi nói. Phương, tới bên mình. Phương không chút do dự nắm chặt quần áo tôi. Tôi cẩn thận nhích tới, đưa tay đóng cửa. Tôi còn chuẩn bị tâm lý có thể mình sẽ bị kéo ra ngoài. May mắn không có việc gì phát sinh. Nhờ vậy mà tôi lại càng trấn tĩnh hơn. Tôi và Phương ngồi trước cửa sổ, nhìn chằm chằm ra ngoài. Tôi nhớ tới mình từng đọc một quyển sách. Nó nói rằng, nếu có ác quỷ tới đòi mạng, chỉ cần một lần không thành công thì nó sẽ không tìm bạn nữa. Nói cách khác, chỉ cần đêm nay không xảy ra chuyện gì thì tụi tôi sẽ bình an. Tôi xem đồng hồ thấy đã sắp tới nửa đêm. Tôi và Phương nắm chặt tay nhau. Tôi tự nói với mình nhất định phải bình tĩnh, thật sự bình tĩnh. À! Một tiếng hét thảm thiết làm tụi tôi sợ tới mức hồn vía lên mây. Ngay sau đó một gương mặt trắng bệch lóe lên qua cửa sổ. Sau đó là một tiếng phang nặng nề. Phương sửng sốt. Đó là... Là Tô Khả Lâm. Cậu ấy ngã xuống. Tôi ngã bệch xuống đất. Tụi tôi của quạng đứng lên. Vì quá sợ, tụi tôi phải dựa vào nhau tới đứng vững. Lúc tụi tôi vất vả chạy xuống lầu, Tô Khả Thấm đã chết. Cậu ấy giống hệt như Mân Mân. Cả người cắm đầy mảnh thủy tinh, máu tươi đầm đìa. Điều bất đồng duy nhất là trên chiếc áo sơ mi trắng của Tô Khả Thấm có bốn chữ to bằng máu tươi vô cùng khủng khiếp. Tôi còn tới nữa. Phương vừa thấy liền ngất xỉu. Còn tôi chỉ cảm thấy khóe miệng mình đang nhếch lên thành một nụ cười mỉm. Những đêm khủng bố cuối cùng cũng kết thúc. Phòng 404 thực sự có quỷ sao? Tôi không biết. Tôi chỉ biết kế hoạch của mình đã hoàn thành suôn sẻ. Ngày đầu tiên tôi cố tình bày ra hiện tượng quỷ dị để dọa ba người kia, làm như hồn ma Bùi Vân Phi đang lượn lờ trong phòng 404. Chính là ba người kia không hề tin lời tôi. Bất quá điều này cũng nằm trong dự tính. Không sao hết, kế tiếp ai cũng trốn không thoát. Tôi trộm sợi dây chuyền Tô Khả Thấm thích nhất bỏ vào ngăn kéo của Mân Mân. Thành công để hai người gây gổ. Tôi cố ý đứng bên phía Mân Mân, còn giật dây bảo nàng ra quỷ từ lầu 4 nhảy xuống, dọa Tô Khả Thấm một trận. Đương nhiên, bên dưới tôi sẽ kê thêm một tấm nệm, nhất định sẽ bình an vô sự. Để có được sự tín nhiệm của Mân Mân, tôi phải nhảy vài lần. Mân Mân vì muốn trả thù nên rốt cuộc cũng đồng ý. Đêm đó, cô ta bắt đầu giả thần giả quỷ, còn làm theo ý tôi ghi lại mấy chữ "tôi còn tới nữa" trên ra giường. Bất quá không ai biết theo kế hoạch thì tôi muốn cậu ta chết. Tôi nói vì trời tối nên chỗ tấm nệm sẽ để một mánh kính phản quang. Cậu ta chỉ cần nhảy xuống hướng có ánh sáng là được. Mần mần đúng là đứa trẻ ngoan. Cậu ta nhảy xuống ngay chỗ đó. Ha ha. Trong khoảnh khắc chết đi, cậu ta nhất định biết đã bị tôi lừa. Bởi vì tôi căn bản không đặt tấm nệm gì cả. Tôi chỉ giải một đống thủy tinh vỡ mà thôi. Kế tiếp chính là Tô Khả Thấm. Ngay đó cậu ta không mất tích gì cả. Chỉ bị tôi chuốc thuốc ngủ rồi ngủ một giấc trên nóc nhà mà thôi. Trên đó thường không có ai lên đó cả. Nhưng để đề phòng, tôi để Tô Khả Thấm nằm ngay mé lan can, cho dù có người lên cũng không thấy được. Chờ đến khi dược liệu hết, cậu ta vừa nghiêng người sẽ ngã xuống đất. Tôi tính sẵn thời gian. Quả nhiên cậu ta rơi xuống đống thủy tinh tôi đã chuẩn bị trước, ngay trước mặt tôi và Phương. Sở dĩ tôi không giết Phương vì tôi cần lưu lại một nhân chứng, một người ở cạnh tôi và nhìn thấy cả sự việc. Còn riêng lý do vì sao tôi muốn giết Tô Khả Thấm và Mân Mân? Kỳ thực mục tiêu ban đầu của tôi chỉ có một mình Tô Khả Thấm mà thôi. Nhưng nếu chỉ giết mình cậu ta, cảnh sát nhất định sẽ hoài nghi những người ở cùng phòng. Vì thế tôi phải dở vài thủ thuật để che mắt, để Mân Mân làm kẻ chết thay. Hết thảy chỉ vì chị họ của tôi, Bùi Vân Phi. Chị ấy chưa từng nói với bất cứ ai tôi là em họ. Vì thế không ai biết mối quan hệ này. Chị ấy quả thực đã nhảy lầu tự tử từ phòng 404. Mà nguyên nhân chỉ có mình tôi biết. Bạn trai của chị bị một nữ sinh dụ dỗ nên phản bội. Mà nữ sinh kia chính là Tô Khả Thấm. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tôi. Sau khi phát thêm một vụ chết người, ký túc xá 4 bị niêm phong. Cảnh sát cũng không tìm được manh mối gì. Tôi và Phương kiên quyết đổi trường,
cuối cùng trường học cũng đồng ý. Trước khi đó, tôi quay đầu nhìn lại tòa ký túc xá cũ kỹ, bất giác mỉm cười. Tôi nghĩ, nếu căn phòng 404 đó hồn ma tự sát quanh quẩn, thì cũng không quan hệ gì tới tôi.